Xin chào các anh chị, đây là cái video hướng dẫn cho các anh chị về cái quy trình tuần hoàn dành cho các trưởng nhóm từ cấp bậc 15% trở lên, giúp cho các anh chị vận hành cái hệ thống làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì gần 2 thập kỷ qua, Hải đã làm việc cho tập đoàn Oriflame với những cái kiến thức và kinh nghiệm quý giá. Hải đã được trải nghiệm và rút ra được rất là nhiều những cái bài học từ cái việc mà xây dựng một cái hệ thống phân phối làm sao cho nó vững chắc. Thì nay Hải làm cái video này để truyền lại những cái kinh nghiệm mà Hải đã được trải nghiệm từ thực tế cho các anh chị chủ nhóm nhà mình ha. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao có rất nhiều các anh chị chủ nhóm làm việc tại Oriflame trong một cái thời gian dài mà vẫn không đạt được cái kết quả tốt. Thì cái mấu chốt ở chỗ là các anh chị làm việc mà không có một cái quy trình nào nó rõ ràng và chi tiết. Và nó đã dẫn đến cái việc là nhà phân phối mới của các anh chị á, khi họ tham gia họ đã bị mất cái phương hướng hay là họ bị bế tắc ở ba khâu. Khâu thứ nhất là khâu bán hàng, khâu thứ hai là khâu tuyển dụng và khâu thứ ba là cái khâu vận hành nhóm. Và cái kết quả cho thấy là sau đó các nhà phân phối mới của các anh chị họ rời bỏ công việc là rất lớn luôn á. Như vậy, làm thế nào để mà chúng ta khắc phục? Đơn giản thôi các anh chị, đó là làm đúng quy trình. Và hôm nay với cái bài đào tạo 3 nói chung và cái quy trình tuần hoàn nói riêng á, thì Hải sẽ định hướng để cho các anh chị khắc phục những cái thiếu sót trong cái quá trình mà các anh chị vận hành nhóm nha. Thì cái lúc này các anh chị chú ý giúp Hải một cái điều này. Nếu mà muốn thành công á, thì các anh chị sẽ làm theo cái quy trình của cái người thành công tại Oriflame họ đã soạn thảo và dạy cho các anh chị, hay là các anh chị suy nghĩ ngược lại thì tùy các anh chị thôi. Thì đó là cái câu hỏi mà Hải muốn hỏi các anh chị trước khi các anh chị muốn thành công tại Oriflame. Thì cái người thành công á, là cái người luôn có mục tiêu và cái kế hoạch rõ ràng, tuyệt đối không làm bừa, không làm đại, không làm qua loa, hay là làm cho có làm, hay là làm việc một cách hời hợt. Như vậy á, nó chỉ có làm cho các anh chị thêm mất thời gian chứ không có kết quả gì cả, đúng không ạ? Như vậy, để các anh chị vận hành cái quy trình tuần hoàn đúng, đủ, đều, các anh chị phải triệt để cho Hải cái câu này: xong việc một mới được làm việc hai. Việc nào ra việc đó rõ ràng, không làm quá nhiều việc cùng một lúc. Cũng như là mình không được phép ôm việc nha các anh chị. Bởi vì cái tính chất công việc của chúng ta là mình chia nhỏ mục tiêu của mình cho nhiều người, mỗi người làm một ít. Như vậy á, trong cái quy trình này Hãy hướng dẫn để cho các anh chị vận hành nó như thế nào. Thì đơn giản là ngày một tay ha, cái quy trình có hướng dẫn cho các nhà phân phối là chốt sale 225 BB bằng cái wellness combo. Các anh chị có thể nhìn trên màn hình điện thoại để các anh chị thấy. Thì các anh chị cứ tuân thủ và làm theo cái quy trình hướng dẫn và phải nghiêm túc thực hiện đúng theo cái quy trình ha. Và ở bước thứ hai, các anh chị nhìn trên màn hình nha. Cấp bậc từ 9% cho đến 15%, hãy tập trung vào cái việc rà soát từng người trong nhóm. Tuyệt đối không làm qua loa như Hải vừa nói ở trên á ha. Xem ai chưa có hoàn thành thì ghi tên của họ vào cái danh sách theo dõi cái tiến trình hoàn thành của họ trong một cái thời gian là từ ngày 2 tây cho đến ngày 5 tây. Thì cái giai đoạn này các anh chị nhớ là các anh chị ở cấp bậc từ 9% đến 15% là không làm việc gì ngoài cái việc theo dõi cái danh sách của những cái người mà họ chưa có hoàn thành đơn 225 BB để mà mình nhắc cho họ hoàn thành ha. Cái điều này các anh chị cũng cần lưu ý nè, mình chỉ ra cái lỗi nha. Thì lỗi 100% nó sai sót đến từ cấp bậc 9% đến 15% là không học và không nắm rõ được cái bài đào tạo 3, không vận hành triệt để về các cái quy trình có nêu rõ ở trong cái bài đào tạo 3 này á, là đã dẫn đến là các nhà phân phối mới đã xong 200 BB mà họ không học bài đào tạo 3, hoặc là họ có học mà họ không có ghi chép, họ không có chú tâm, hoặc là không có nhớ bài đã học, hay là học một cách hời hợt, hay là học một cách qua loa. Thì đó là lỗi của cấp bậc từ 9% đến 15%. Các anh chị đã không có theo sát cái quy trình để mà hướng dẫn cho nhà phân phối mới của mình học bài đào tạo 3, hoặc là học họ không nhớ gì cả là lỗi do các anh chị đó. Thì cái vấn đề ở đây là do các anh chị đã không chọn đúng cái đối tượng tham gia Oriflame để làm gì.
nên các anh chị đã gặp những cái khó khăn trong cái khâu vận hành. Các anh chị có thể xem cái video ở trên YouTube á, với cái nội dung các anh chị có thể tìm kiếm ở trên YouTube ha, là phân tích cấu trúc hệ thống alpha, beta và omega, để các anh chị làm rõ cái việc chọn lựa nhà phân phối tiềm năng cho đội nhóm của mình. Như vậy bài toán khó của các anh chị là Hải đã được tháo gỡ cho các anh chị những cái khúc mắc rồi ha. Các anh chị khi mà được tháo gỡ những cái khúc mắc mà các anh chị gặp phải thì bây giờ chỉ việc là mình tiếp tục làm theo cái phần hướng dẫn trong cái quy trình tuần hoàn này mà thôi. Thì ở cái bước 3 các anh chị xem trên màn hình điện thoại nha. Ở bước 3 của cái quy trình tuần hoàn là từ ngày 6 tây cho đến ngày 31 tây, các anh chị hãy tập trung vào cái việc tuyển dụng với chỉ tiêu là mỗi ngày các anh chị phải tuyển được 2 người tham gia và phân chia thời gian trong ngày theo cái hướng dẫn ở trên cái quy trình tuần hoàn, là 30% mình tập trung vào cái việc bán hàng và 70% thời gian của một ngày đó là mình tập trung vào cái việc mời người tham gia Oriflame. Và ở bước thứ tư của quy trình tuần hoàn là cái bước thứ tư này là dành cho cấp bậc 21% trở lên phải làm việc tập trung trong 6 ngày. Có nghĩa là từ ngày 16 tây của tháng cho đến ngày 21 tây của tháng thì các cấp bậc 21% trở lên phải vẽ hệ thống ra để mà mình rà soát cũng như là giúp nhóm họ chốt cái mục tiêu của tháng hoặc là chốt cái điểm cá nhân 225 BB. Ok. Và bây giờ ở bước thứ 5 của cái quy trình tuần hoàn đó thì có thời gian từ ngày 18 cho đến ngày 22 là tổng thời gian để các anh chị nhà phân phối của mình chuẩn bị trên tay 20 cuốn catalog mới nhất của tháng. Và khi mà các anh chị đã nhận được trên tay 20 cuốn catalog mới nhất của tháng rồi đó, các anh chị hãy chụp hình và khoe lên trên cộng đồng Oriflame báo cho Hải biết là các anh chị đã có được trên tay 20 cuốn catalog mới nhất rồi nha. Nhớ đây hãy dặn đó. Rồi, ở bước thứ 6 của cái quy trình tuần hoàn là có cái cột mốc thời gian từ ngày 22 cho đến ngày 23 ha, là cấp bậc từ 15% và 18%. Đây là trách nhiệm của hai cấp bậc này nha, mình phải biết cách vẽ cái cây hệ thống, còn nếu mà không biết vẽ thì lỗi thuộc về cái trưởng nhóm 21%, trách nhiệm của 21% ở đâu ha. Thì cái này quản lý cấp cao sẽ phải xem xét lại cái leader 21% của mình. Các anh chị 15 đến 18 vẽ hệ thống ra trình lên cho bảo trợ của mình, và đề nghị của Hải đó là anh chị mà quản lý cấp cao 21% nên làm việc 1-1 qua Zoom với lại cấp bậc manager 15 và 18 của mình nha. Cho đó là Hải đề nghị cho các anh chị. Rồi, mục đích là để các anh chị 15% và 18% giới thiệu cái tiềm năng mới cho cái người bảo trợ của mình, và sau đó các anh chị nhận mục tiêu mới cho cái tháng tiếp theo, được không nè? Các anh chị 15 và 18% nhớ nha, tại vì cái việc mà mình giới thiệu tiềm năng cho cái bảo trợ cấp cao của mình là rất là quan trọng, tại vì cái đó thì bảo trợ cấp cao của mình sẽ quan tâm đến cái hệ thống của mình nhiều hơn và họ sẽ giúp cái hệ thống của mình phát triển tốt hơn. Rồi, ở bước thứ 7 của cái quy trình tuần hoàn cũng là bước cuối cùng trong tháng, các anh chị có cái quỹ thời gian rất là dài luôn á, từ ngày 24 tây cho đến ngày 31 tây để các anh chị chuẩn bị đơn hàng từ 1 cho đến 2 bộ Venus Combo ha. Các anh chị hãy đặt mua nó trong cái ngày 1 tây vào lúc 13 giờ. Cái này hãy nói nhỏ cho các anh chị nghe thôi nha. Nó hơi tế nhị chút xíu. Dĩ nhiên khi mà mình đặt cái đơn hàng lúc 13 giờ ngày 1 tây á, các anh chị cũng phải chuẩn bị đủ tiền để mình thanh toán cho đơn hàng nha. Ok các anh chị, chúc các anh chị về đơn Wellness Combo vào ngày đầu tháng. Nhớ là khi nhận được cái đơn hàng á, thì hãy đăng cái bài khoe lên trên cộng đồng Oriflame group chính thức trên Facebook ha. Chắc chắn là Hải sẽ vào cái phần bình luận và gửi một cái lời chúc mừng cho các anh chị trong bài viết của các anh chị. Đó là cái Hải hứa với các anh chị. Bây giờ nếu mà các anh chị còn tinh thần và năng lượng mà còn tốt á, thì hãy mời các anh chị tìm xem cái video tiếp theo, công thức nhân đôi. Ok, bye bye các anh chị.